nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của hai đội bóng thi đấu ở vòng đấu cuối cùng. Chính xác là trận thi đấu cuối cùng ở vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá League Yên Khánh năm 2023. Một tràng pháo thật lớn của quý vị ạ. Với liên kết của các đội bóng của huyện Yên Khánh cũng như huyện Kim Sơn cũng luôn là rất tuyệt vời. Và được bóng vào rất nguy hiểm đến từ Nam Định. Đường chuyền chính xác, cơ hội dành cho các thủ thị trấn. Đinh Văn Linh căng ngang rất khó chịu. Đó là một pha phối hợp rất mẫu mực của thị trấn. Họ đang có những miếng đánh cực sắc. Hoàn toàn hài lòng để tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ có thể ra sân thi đấu. Quá nguy hiểm với cơ hội vừa rồi mà Khánh Cừ đã có được. Bảo Trung rất tay chân trái. Một bàn thắng ấn tượng của Bảo Trung. Ba qua người cực kỳ chất lượng và hiệu quả của Bảo Trung. Bóng đi chìm và có lực rất tốt. Đinh Bảo Trung đã mang lại những phút giây bùng nổ trong trận thi đấu này. Rõ ràng sự hiệu quả là điều mà Đinh Bảo Trung đã mang lại. Cầu thủ mang số 18 đã cho chúng ta một bàn thắng tuyệt vời. Mặc dù cũng đã có tình huống chạm bóng của cầu thủ trong vòng cấm, tuy nhiên bàn thắng sẽ được công nhận dành cho Bảo Trung. Cú dứt điểm tiếp theo. Sự hưng phấn đang đến với các cầu thủ thị trấn như huyện Yên Khánh, một trong những tài năng thực sự chọc khe quá xuất sắc, tốt nhất cho tập thể câu lạc bộ. Thành Đạt rất nguy hiểm với những cú đá như vừa rồi, đang có những cử chỉ giao tiếp của Chí Lúa Lèo cùng với đồng đội, là những người anh em sinh ra và lớn lên tại quê hương. Đây đâu, một phản xạ cũng rất nhanh của Thành Tây Cộng, một tình huống rất nguy hiểm. Và đối với tất cả các nhà tài trợ ở giải đấu năm nay, chúng tôi vẫn luôn bí hiểm. Và đó là một pha bằng cắt dứt điểm của ai. Đó là bàn thắng thứ hai của Tuấn Thượng cùng với Đức Kiểm của Khánh An. Thì lúc này Tuấn Thượng cũng đang vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Pháo sáng đã được rực cháy. Một màn ăn mừng cực kỳ văn minh và tuyệt vời. Và chạm bóng cực kỳ có điểm rơi. Rất đây, đỡ mò. Nếu như tình ý hơn sẽ là đường chuyền ra ngoài sớm hơn. Và cần sự tự tin đó thể hiện ở thời điểm lúc này. Hội Lốp thực sự quá khó chịu đến từ Bắc Chém. Nhất Vũ quá đẹp mắt với pha đặt lòng vừa rồi. Một bàn thắng tuyệt vời của Nhất Vũ sau nỗ lực cắt bóng và tạo nên cơ hội như được kiến tạo của Bắc Chém dành cho Nhất Vũ. Một pha dứt điểm tuyệt vời. Tuy nhiên các cầu thủ Khánh Cừ vẫn chưa thể có được cơ hội tuyệt vời. Nhất Vũ những phút nhảy nhảy múa trên sân của Nhất Vũ. Chân trái, cơ hội dành cho Dermore. Và trận đấu đã chính thức khép lại. Thị trấn Yên Ninh sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với một màn trình diễn và một màn ra mắt ấn tượng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và cũng mong rằng Khánh Cừ ở vòng đấu tiếp theo họ sẽ có được chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của mình. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã dõi theo.